Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình phổ thanh sống giảng hôm nay, chúng con xin thành lòng cung kính tụng ngâm qua bài Ai Người Tri Kỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặp việc nay, vén mài mới đẹp để tiên gia, tông tổ thơm có phước hải hà, tịch mịch quyền sâu bye.
bố thí trì trai dự dân mà Phật đạo giao dồi tâm lại giác thiền chiên chợ lúc can qua can qua dẫn chung chớ buồn lo tích đức chờ ta chốn hẹn hò tiếng cành Phật đài sen rực rỡ quan câu đến đó cùng nó bốn biển một cha thôi bỏ những thói hư với tật tôi trên có Phật trời soi diệt thế dưới đầy cơm áo lão về ngôi Nam Mô Đà Phật nhà hương chợ quán đi 17 năm Tân Hình 1940 Nam Mô A Di Đà Phật.